Cú snai mùi cú, ở bốc mặt ai mình bên chất, chùm nè sở lãnh kia tố tái bàn xâm rạch. Bà này dì em bí cái đấy snai hà vĩnh, vì mình bên sát tay, xóm bà thân ở luôn, tờ tam ở vầy đài là một nốt cực kia bàn kết nổ tỷ. Chia bí xe snai hà mùi đài là mình tờ tuột bàn cái dôl prom, bí cớm cú sát tay mà đọng. Vì ai nâng bí bạc ná, xâm rạp cú snai tiền lại, nóng cả căn đài kia đau tầm mục rư chiên tờ rốt ngay mông cổ cả. Cú snai khá băng chụp nè căn đại kia mình lên rồi hốt bằng hành cái đây sờ lạnh đó cấm cua xá bàn khơi nâng từ tua scroll cái đây sờ lạnh nè toát tại bàn tại cổ miếng cua snai mình tách nó tê đài bàn bọc bong kia cháo tiếng cần đặt play nè chữ riêng ráo rồi bọc cua snai rồi bọc đà ra thay bằng đuống đài băng chụp nè to su cấp ốp xá căn đại kia mình lên tụt bảy cua xá mình bên chợ cái đây tìm muối lột mặt sứ nâng nền niếng lì đì bàn này dầm pi cua snai nè chùm riêng nè niên lì đĩa nâng lốt mặt xe vĩnh bác cử lê thầm mơ chùm vết cú này rồi bỏ phụ kế bên này hạ bày đồ chìa có bóng thái miền cái đầy sốc chuộp chốm cru xa bà bôn côn mà đáy nâng ở bốc giang cọ kháu tay mà đòn ở vậy đà thừa áo mà hai chôn chắp ở rộm môn nâng miền thằng ngày ní lốt mặt xe đá chìa xoa mấy bí ba mân tách nổ tì bác cru xa khang mà đáy rồi bỏ đà ra xe lì đĩa mân bên chất bỏ nên nổ lời kia đá xa lãnh kia kia đâm bông mà đài kháng sở đấy kết thả lúc chế priên này đi hai kết thả lúc chế bỏ rõ đài miên tùm nệ tùm nông sân hà bỏ rõ nâng bỏ rõ đôi kia tiệt phòng thái trong cầu lúc mà xấu bán bằng hai cái đây sở lãnh nâng tất chất đó bỏ rõ sốt thua ai mà đài ở bốc kháng sở đấy khơi nhờ rõ hốt bộ quát dồn bồm nâng chiến đó ca riếp mông cố ca có sáng cua xa giang miên sụp hẹp miên cổ tí bí lúc đô mi phát khòn nâng niên mặt thèl đà ra bó lúc đô mi mặt khón nâng niên mì thèl vĩnh tùm rộm bàn khái chì cú xoa mây phê rì dìa miên sẽ gây sốc đôi bêl nế khênh thè kháng bó chlòng khạch hờ nâng cua xa kháng sấy mần tách nô tì đói xa tái mà nài kháng sấy mần bênh chất lúc nô lời tái trong cầu lúc có mần bàn bọc bóng sàn hà mùi ní hái sọ chất bà bê lùi lìa đâm bây bì sao sàn hà ai mà đài ở bốc ở bốc kháng sài khơi như rò hốt bố quát bòm tổ tùa dọ rụp lột với chế con bà xa bình chấp bạp tốt tại bàn cú sàn hà tì bầy lột sạc rán nâng niềng mặt chấm này ai cú sàn hà đã tớp tay chập đám rồi viếng đà ra sài nâng niềng mặt nâng cầm lọc bộ máy sàn rán nè vĩnh khơi thả bê lê nè tiếng bì hạ bấy đôi chì miên cất đây sọc lăng tay mà đòn bà thuộc bày chìa miên chúp liền ông long bê lê phát đám xa này đâm bông giang nát cả đời tại phù kê hạ bấy đôi chìa mình khó khoái nổ lấy bì mạch chật than mà hai chôn kháng kháu nổ tì lớp bên tờ tiết nó nè niêng mặt có thua trở bán cua xa kháng pro xâm đánh cá mình bênh chất nâng niêng đài tại chôn kháu niêng nơ tái prom càng đáy bằng hai cái đây sơ lành chất bò rớt sốt châm bố à đất xoa mây niếng rồi hốt đó bê lê tay mà đỏ cú xa này tí buồn lúc phón chi ta nâng nền niêng mày bà nghĩa mộ mớ bì chờ vớt cú xa này rồi viếng đà ra xoay chua mốc thấy cứ nền niêng con chi ta nâng lục mày vĩnh môn nâng chiên đó là cả cán đầy khí cho lô rôn cả bộ kê tiền bí có bán chua chua liền mân tách nụ lời chết đánh lúc phán chi ta trở tự tuôn bán cá mân bênh chất bí mật đại kháng sở đấy, đòi hát phò thả, lộ hạ đôi chế priên này đi. Đã trong khảo ý, lộ cơ bản bí sao sáng nay cơ đây sẵn lãnh chung bộ niếng, nâng thua áo ý cua xa kháng sở đấy, bênh chất bênh bẹt đồn, nâng tờ tua dô cơ đây sẵn lãnh, đò xe mọt rõng, đại lục miền, ở hồ trời cua xa kháng sở đấy dô prôm, chá lại thá ô khê. Cú sáng nay tì prăm, lộc đán, nâng nạn niếng phát thuồng. Bà này dê âm bí đà ra bó lộc đán, nâng kỳ nhà phát thuồng vĩnh. Khơi anh thả bê lê nè tiếng bí hạ bây đôi chì miên cơ đây sọc lăng ná. Chìa mùi tình năng chì vết cú rộp bọc bộ kỳ. Bà nghe tầm mơ bí chì vết cú xa này rộp bọc nè tiếng bí. Môn năng chiến đo miên phía bà em là hàm bẹp ní. Kháng bó bán chúa bà rộn nén cú rô xác kháng sầy mặt tách nục đài. Bó kháng bó thlọp miên rương á sầy chì mùi năng nè ri chì chán. Rồ hô trời kháng sầy mặt bênh chất vừa áo miên tầm nệ tầm nông sân hà năng kinh nụ lời. Tại trong cao khởi thả, miên tay ca bị sao sân hà tay bởi nó đã thua áo cua xa kháng sở đấy dô lộm. Tổ tư lộc thua chế con bởi xa bênh chấp bắp đo sọc thang ngày.
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តអល្បានស្ដារនឹងមកតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា